Anh nghe chúng mình học tới đây lễ phần Tama. Phần Tama là dạy chúng ta về cái tu hành. Phần Samatha là giảng dạy cho chúng ta phân biệt cái chân và vọng. Đến phần Tama là dạy chúng ta an định và cái phần chân, buông xả cái hư vọng, tức là cái phần tu hành. Thì bây giờ chúng ta tiếp tới phần nhập đạo, gọi là phần thiền na, trang 273. Thỉnh đại chúng cùng đọc nhập đạo thiền na. Mục 1, bản nhân 12 loại danh A Nan thỉnh pháp. Phần C, nhập đạo thiền na, mục 1, bản nhân 12 loài sinh. Chúng ta học xong cái Samatha, rồi lại học xong cái Tama, bây giờ đến thiền na là thế nào? Thế bây giờ thiền na kính này kim thấy, tức là đi trên cái con đường đó nè, gọi là nhập đạo, tức là vào được chân Tama thì chuyên tĩnh, gọi là chánh định nè, chuyên sống với cái căn bản Bồ Đề, thì mình cứ y theo như Đức Quán Thế Âm mình nhận. Các ngài xong, Đức Quán Thế Âm xong cái phần Tama, tức là an định và cái tánh nghe trong cái thời gian đấy, thì từ từ năm ấm nó tan. Thế bây giờ tan được năm ấm rồi, sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, để bắt đầu sang cái thiền na. Tức là bây giờ ngài xứng tánh mà độ chúng sanh. Thế cho nên gọi là nhập đạo, xứng tánh độ chúng sanh. Như chúng mình đã học, ở trong định mà làm tất cả lục độ vạn hạnh, thế cho nên gọi là nhập đạo. Từ đây mới bắt đầu tính cái ngôi vị quả thánh. Kính bạch thiên thầy, ngài A Nan bạch lễ thiên Phật, ngài thưa này, ngài hỏi về cái con đường tu hành phải đi qua những chặng nào, thứ lớp tu hành như thế nào, đi từng ngôi vị chứng quả thánh, cầu pháp đại thừa, xin ta chỉ trước cái con đường từ phàm phu đến niết bàn. Nhập đạo thiền na, bản nhân 12 loại tâm, A Nan thỉnh pháp. Ở trên phần Samatha thì gọi là kiến đạo, phần Tama thì gọi là tu đạo, rồi đến phần này gọi là nhập đạo. Vậy con giải nghĩa ba chữ kiến đạo, tu đạo và nhập đạo đến cái mục đích vào đạo, tức là chứng quả. Đối với Samatha, Tama và thiền na, vậy con giảng ba chữ Samatha thế nào là Tama, thế nào là thiền na. Học Samatha tức là Phật dịch là người ngoài thì dịch là chỉ, Samatha là pháp chỉ, đối với Phật quán là Vipassana. Thế nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật tự dịch cái chữ Samatha là vi mật quán chiếu. Vi là vi tế tỉ mỉ, mật là mới nghiên cứu những cái chỗ thâm sâu, quán là quan sát, chiếu là chiếu soi. Vi mật quán chiếu nghĩa là quay về mình xét soi tỉ mỉ cái gì là chân, cái gì là vọng, tìm ở nơi mình những thứ hư vọng để buông xả, mà cái gì là chân thật thì chúng ta nắm lấy.
phần samatha lọc bỏ cái căn bản sanh tử mà nhận được ra cái căn bản bồ đề. Đến phần tama, phần samatha chỉ là nhận được, biết được cái căn bản sanh tử, cái căn bản bồ đề. Đến cái phần tama là phần tu thì chuyên an định vào cái căn bản bồ đề để lọc bỏ cái căn bản sanh tử. An định vào cái căn bản bồ đề cho nên gọi là tama, là chánh định. Thế phần thiền na, bây giờ mình đã lọc bỏ được cái căn bản sanh tử, mình đã nhận được cái căn bản bồ đề, thì y cứ vào cái căn bản bồ đề mà mình sống với cái căn bản bồ đề, để được bao nhiêu thì cái ngôi vị để mình sống với cái căn bản bồ đề được ít thì là cái ngôi vị thấp. Còn nếu mình hoàn toàn sống với cái ngôi vị, với cái căn bản bồ đề thì là mình ở ngôi cao. Thế thiền na là những cái ngôi vị chứng quả. Thế ngài A Nan thỉnh pháp thế nào? Ngài là ưa tuệ đa văn, chưa biết cầu thoát ly các tâm hữu lậu, biết quay về mình để lọc bỏ những các cái hữu lậu. Hữu là còn, là có, lậu là lọt rơi xuống, nghĩa là những cái tâm, những cái tâm sở xấu để cho mình phải lọt vào đường sanh tử để đọa lạc. Thế là chỉ biết học rộng nghe nhiều nhưng không biết quay về mình để lọc bỏ những cái tâm xấu, những cái tâm đọa lạc. Còn nói tiếp. Dạ, Đức Phật, nay Phật từ bi chỉ dạy pháp huân tu chân chánh. Thế nào gọi là pháp huân tu? Như chúng mình đã học ở trên đấy, thì Đức Quán Thế Âm đã tu về cái tánh nghe, quay về cái bản giác. Cho nên cái bản giác nó huân, huân tu, nó huân là tự cái bản giác, nó giúp cho chúng ta tỉnh ra. Mà tu là mình có cái công phu quay về cái tánh giác. Cho nên đây nó có hai việc: cái bản giác nó huân, mà cái thủy giác nó tu. Thế chúng ta vừa được huân vừa được tu cho nên mới tỉnh được. Phân tiếp. Đức Phật, chúng con thân tâm khoan khoái được lợi ích lớn. Càn là khô, tuệ là cái trí tuệ, địa là cái nơi, cái chỗ. Vậy cái tâm địa nó có trí tuệ, nó đã khô, nó khô những các cái tình ái, nó khô những các cái tham sân si. Chúng ta có bảy tình sáu dục. Đấy. Tức là cái bảy tình, tức là yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, đến những cái gọi là tình. Thế còn còn chúng ta có bảy tình nữa, cái gì sáu dục. Sáu dục, sáu dục tức là sáu căn nó tha thèm khát sáu trần. Thế thì đấy, khô được cái bảy tình sáu dục ấy thì gọi là càn tuệ địa, tức là cái tâm đã khô rồi, khô những cái hư vọng của thế gian, tức là cái tâm địa sửa soạn để đi về đường thánh. Con nói tiếp. Trong 44 tâm, đến thứ bậc nào mới gọi là tu hành, đến phương sở nào mới gọi là nhập địa? Phật đã nhờ làm sao? Dạ mô Phật, Đức Phật trả lời là: hay thay,
Ông và đại chúng vì mạt pháp chúng sanh tu tam ma đề cầu pháp đại thừa, xin ta chỉ trước con đường từ phàm phu đến đại niết bàn. Các ông hãy nghe kỹ. Muốn tu chân tam ma đề. Dạ, con nhập vào kính bạch thầy, xin đọc tiếp. Muốn tu tam ma đề thẳng đến niết bàn, trước hết phải biết hai nhân viên đảo thế giới và chúng sanh. Giới là y báo, chúng sanh là chánh báo. Để làm sao hai cái thứ này nó lại là điên đảo? Bản tâm vốn minh, bản tâm vốn minh, tánh minh viên mãn, tánh minh viên mãn. Con phân biệt cái tánh giác với cái tánh minh. Tánh của mình nó giác mà nó lại minh. Mà đây chỉ nói đến minh, không nói đến giác. Vậy thế nào là giác, thế nào là minh? Giác là nó giác biết. Giác cũng là sáng suốt. Thế nhưng mà chữ minh ấy, nó sáng suốt mà nó phân biệt, nó biến đổi. Còn cái chữ giác ấy, thì nó là tánh, tánh biết của chúng mình, chính là tánh sáng suốt bản chất của chúng mình. Mà trong cái tánh sáng suốt, bởi vì nó giác cho nên nó minh. Mà bởi vì nó minh cho nên nó chiếu soi, nó phân biệt, nó mới biến thành ra cái thấy nghe hay biết. Cho nên ở đây nói cái lỗi là ở minh. Thật ra minh tự nó là, như con gọi, con dịch chữ minh là sáng suốt, là một cái rất hay, rất quý. Nhưng mà chính bởi vì nó có cái tánh minh cho nên nó mới phân biệt tỉ mỉ. Mà thành ra bây giờ thành ra vọng minh, bởi vì vọng minh mà thành ra vọng giác. Cho nên đây nói cái lỗi của minh chứ không nói đến cái giác. Vì tánh minh nó chiếu, nó soi, cho nên thành bây giờ thành có vọng minh. Này, thế vậy cái thế nào là minh và thế nào là vọng minh? Trong cái bài ông Phú Lâu Na đó, Phật đã dạy chúng mình nhận định cái tánh của giác là diệu minh, mà bản giác là minh diệu. Đấy, trong cái bài ông Phú Lô Na đã nói rõ cái chỗ này. Bởi vì nó là cái tánh giác nó vốn minh, thế cái bình an thì không sao. Bây giờ lại muốn minh thêm nữa, tánh của mình là minh rồi, bây giờ muốn minh thêm, thế thành nên có cái vọng động. Vì có cái vọng động mà cái tâm thành ra mới thấy, có cái thấy nghe, tức là chia cái tâm là thành hai, phần năng và phần sở. Thế đã chia cái tâm thành hai, đó là bắt đầu sanh tướng vô minh. Thế là mất cái minh, trở thành cái vô minh. Thì dĩ nhiên là cái chỗ này là từ bắt đầu ban sơ, cho nên đối với chúng ta nó khó hiểu. Bản tâm vốn minh, cái tánh minh vẫn viên mãn, đấy là cái minh thật của mình. Đấy. Rồi vì vọng minh, vọng minh tức là trên cái bài ở trên ông Phú Lâm Na hỏi đó, bài quyết nghi sau phần Samatha, có cái bài đó ông Phú Lâm Na mới hỏi, thì Phật mới rằng là bởi vì tánh của mình vốn là minh, bây giờ mình vọng động, mình lại muốn minh thêm, thế cho nên thành chia cái tâm, khởi cái niệm lên là chia cái tâm thành hai, có năng và sở. Thế là tự thành cái tánh minh nó thành vọng minh. Thế là vọng, vì vọng minh cho nên chuyển thành nghiệp thức.
vọng minh là chúng ta phân biệt, bắt đầu có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, chia ra làm sáu. Nhưng mà cái thấy, nghe, ngửi, nếm ấy, nó vẫn là căn bản bồ đề. Rồi về đó mới là đồng nghiệp vọng kiến. Rồi theo biệt nghiệp, người là có kẻ làm người, có người lại có kẻ làm ông trời, có kẻ làm con trâu, con bò, có làm con chuồn chuồn, con bươm bướm. Thế loài nào biệt nghiệp vọng kiến, loài nào lại đeo cái mắt tai mũi lưỡi của loài ấy, thế là biệt nghiệp vọng kiến. Ở đây gọi là chuyển thành nghiệp thức. Có mắt tai mũi lưỡi cho nên mới có cái nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thế là thành sáu thức. Thầy nhắc lại, chuyển cái tâm của chúng mình là nó có tánh minh. Vì nó có tánh minh cho nên nó chiếu soi. Thế rồi là muốn minh thêm, muốn thấy rõ. Thế là khởi cái niệm là vọng động, chia cái tâm thành hai, có bên năng là tinh thần, chấp là mình, ở bên sở là cảnh vật, chấp là cảnh của mình. Thế rồi bên năng thì chia thành thấy, nghe, hay, biết. Bởi vì bên sở đó nó có sáu: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bên sở nó có sáu cho nên bên năng cũng thành sáu. Thế thì đấy, rồi từ đấy là đồng nghiệp vọng kiến. Đến khi mỗi người, người thì tạo sắc sanh thì phải làm con quỷ, người thì tạo nghiệp trộm cắp thì làm con trâu. Thế như loài của con người thì có cái nghiệp dâm dục phải vào bào thai, thành có làm người, có con. Thế là loài nào? Loài ma quỷ, loài có châu bò, loài cõi người, cõi trời, thì cứ có cái mắt tai mũi lưỡi của loài ấy khác nhau. Đây là nó thành cái biệt nghiệp vọng kiến, tức là sáu thức. Thầy nhắc lại sáu cái căn bản bồ đề là đồng nghiệp vọng kiến, mà sáu thức là biệt nghiệp vọng kiến. Đây chuyển thành nghiệp thức mà có thấy, nghe, hay, biết. Thế là từ rốt ráo không thành rốt ráo có. Rốt ráo không là tánh Phật chân không. Thế còn mình bây giờ gọi là từ cái không Như Lai Tạng bây giờ thành cái bất không Như Lai Tạng. Còn nói tiếp, vô minh. Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Vô minh chính là chỗ nương trụ của vạn pháp. Là vô minh. Dạ. Cái tánh minh bây giờ gọi là vô minh. Dạ, không sáng. Bây giờ thành mê muội. Thế đấy, chính từ cái vô minh, tức là cái tánh minh nó mất cái sáng suốt của nó, nó trở thành vô minh. Thế là từ đây giờ đi, do cái tâm phân biệt mà rồi thì chuyển tạo nghiệp, mà biến hóa đủ các thứ thế gian. Thế cho nên chính từ cái vô minh mà vạn pháp phát sanh. Cho nói tiếp. Dạ. Từ vô minh không thật thể. Dạ. Từ vô minh không thật thể, không căn bản kiến lập thế giới và chúng sanh. Dạ. Đấy, cũng như chúng mình chiêm bao,
Do ngủ thì mới có chiêm bao, chứ còn người thức người ta không có chiêm bao. Do ngủ say mới thấy đủ các chuyện. Thế thì đây cũng thế, do mê, cái tánh minh nó bị mê, bây giờ thành vô minh. Thế là chúng ta mới phân biệt, rồi mới khởi cái tâm yêu ghét, rồi mới tạo nghiệp, sát đạo dâm vọng, mà càng những cái quả báo. Thế rồi cứ thế mà đi mãi cho đến từ vô thủy đến giờ vẫn chưa tỉnh được ra. Hư vọng vì mê không biết tánh viên minh sẵn có. Đó, chúng ta cứ thấy như Đức Quán Thế Âm Ngài tu về cái tánh nghe. Thế Ngài bảo là cái việc tu của Ngài là như huyễn văn huân văn tu. Ngài gọi cái môn tu của Ngài là như huyễn. Đấy, bởi vì rằng quay về đây là cái chuyện hư vọng. Tánh nghe của mình nó vẫn sờ sờ ra đấy. Thì mình còn quay đi đâu nữa? Còn ở đâu nữa mà đi về? Thế, nhưng mà chúng mình, cái mê của chúng mình nó kỳ lạ thế. Nó cứ đưa chúng mình ra bên ngoài. Tánh nghe của mình vẫn, mà mình vẫn phải cả ngày sống với nó, chứ mình đâu có rời cho nó phút nào đâu. Mình vẫn sống với cái tánh nghe. Mà hóa ra mình cứ sống với những cái âm thanh cả ngày. Cái chị ấy khen tôi, cái chị ấy chê tôi. Cứ chấp ta, chấp người, chấp pháp, cứ suốt cả ngày chuyện nọ chuyện kia, toàn sống vào những cái cảnh ở bên ngoài. Mà trong khi cái tánh nghe của mình nó sờ sờ ra ở tai, mà chính nhờ cái tánh nghe mình mới nghe được cái tiếng khen, tiếng chê. Nhưng mà mình không bận lòng, không biết gì để nói cả. Thế cho nên gọi, ở đây nói là ngay cái trở về đó đã là mê rồi. Mình, cái tánh nghe mới thật là mình Mà mình lại còn nói chuyện mình trở về nữa. Suốt ngày mình thấy, mình nghe đây, suốt ngày mình phải sống với nó. Vậy còn trở về đâu nữa? Thế cho nên ngay cái chuyện mà nghĩ đến là mình phải trở về là cái ấy đã là một cái mê rồi đấy. Xin nói tiếp. Kính bạch thầy, không phải sanh cho là sanh, không phải trụ cho là trụ. Đó, như sư cô vừa nói đấy. Ví dụ như cái thân của mình, thì vì tùy hỷ cái việc dâm dục của cha mẹ mà mình mắc vào cái bào thai, thì mắc vào cái bào thai để hút cái máu của mẹ, mà rồi thì nó cứ tự thành cái thân. Hút cái máu thì nó cứ theo cái đường cái thân của mẹ, cái máu nó sinh hoạt, nó thành thân. Bây giờ mình vào bụng mẹ, mình hút cái máu của mẹ, rồi thành cái bào thai. Đấy, chứ đâu có phải cái thân mình sanh ra. Chính mình là tánh giác, tánh biết. Và mà mình mê, mê rồi thì bị hút vào trong cái bào thai đó, để vào cái tử cung của mẹ, mà rồi nó thành cái bào thai. Mà rồi mình cứ nhận là tôi sanh ra, rồi nhận cái bào thai ấy là thân thể của mình. Mà thật là không phải, nó là máu. Thế cho nên đâu có phải sanh, mà cứ nhận là tôi sanh ra, rồi nhận là mình, cái thân nó là mình. Đấy, cho nên không phải sanh. Đấy là một cái nghiệp báo, cái chuyển biến của cái tâm thức mà mình mê, mình nhận là thân thể của mình. Rồi bây giờ mình cứ thế nhận là thân tôi, đó lo ăn cơm, đó uống nước để bảo tồn cái thân, cho nó đang ngồi tại đây, nó đang ngồi tại đây, gọi là đấy, đâu có phải mình.
mà cứ gọi là tôi ngồi đây, tôi trụ ở đây, tôi đứng đây. Đấy. Thế là chẳng phải sanh mà nhận là tôi sanh, chẳng phải trụ mà nhận là tôi trụ. Thế rồi cái thân này nó có sáu căn. Ở nơi căn nó hiện lên những các cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp. Thế là trong sáu căn của mình hiện lên sáu cái cảnh. Ở mình cho là cảnh ở bên ngoài thật nó thế. Thế là cái tâm mê muội nắm lấy những cái bóng ảnh ở nơi sáu căn của mình mà tính toán yêu ghét mừng giận thương lo. Thế là nhận là tâm tánh của tôi. Đã. Nhận cái ngu mê ấy làm tâm tánh của tôi. Nhận những cái đống máu ấy, nhận là thân thể của tôi. Bây giờ vớ lên những cái bóng ảnh nó hiện ở sáu căn của mình. Đã. Cho là cảnh của mình. Rồi cái tâm u mê ấy nhận là tâm tánh của tôi. Tôi nóng tánh. Tôi ưa cái này, tôi thích cái kia. Thế là chẳng phải tâm mà cho là tâm. Đấy. Để những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi sáu căn hư vọng gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp. Chẳng phải là pháp mà cho là pháp. Sáu cái nhận là cảnh của mình. Đấy. Những cái bóng nó hiện ở mắt thì gọi là sắc. Những các cái vang nó hiện ở tai gọi là âm thanh. Những cái cảm giác ở mũi gọi là mùi thơm mùi hôi. Những cái cảm giác ở lưỡi thì gọi là ngọt chua là vị trần. Thế rồi những cảm xúc ở thân thì gọi là nóng lạnh. Thế là những cái ấy, những cái chẳng có mà mình cho là thật. Rồi đến cái bóng ảnh lưu lại giữ ở trong cái bộ óc. Để mình cứ nhận là pháp trần. Đêm nằm tưởng cái này nghĩ cái kia. Thế là cả sáu cái nó chẳng phải pháp. Mình cho là pháp. Mà ngay đến cái thân này chẳng phải mình. Cứ nhận là thân tôi. Thế rồi cùng nhau lập lên nào nhà, nào cửa, nào đủ thứ, nào ruộng, nào vườn. Thế là nó chẳng có mà mình bày ra làm thành. Để cứ như vậy thế xoay vần phát sanh các hoặc. Trong tâm, cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, đó là các hoặc, cái mê lầm. Để cứ thế mà huân tập mà tạo thành các nghiệp sát đạo dâm vọng. Đồng nghiệp thì cảm nhau cho nên sanh ra nhau. Đấy. Yêu mến ái luyến thành ở dâm dục thành ra cứ sanh ra nhau. Thế rồi thì lại có những cái chỗ bất đồng ý kiến thì mang bom mà ném nhau. Thế là sanh nhau rồi diệt nhau. Hoặc là như sư cô vừa nói, thích ăn thịt nó, thích nó quá, yêu quá rồi cũng ăn thịt nó. Đấy, vì thế mà có chúng sanh điên đảo, đang không mà bỗng nhiên thành có. Cứ bỗng nhiên vậy, cứ hút những cái máu, ăn cơm uống nước rồi nhận là thân thể của mình, đó là điên. Thế rồi bởi vì điên cho nên làm việc trái ngược, cái không có cái cho là có thật. Nay yêu mày ghét cho nên gọi là đảo. Đó là nói về chúng sanh điên đảo. Thể nào là thể giới điên đảo? Phận tức là giới, mà đoạn tức là thế. Phận
là nó có một cái khoảng ở trong không gian gọi là giới, ở đông tây nam bắc. Còn đoạn này là bởi vì có quá khứ, hiện tại, có vị lai, nó có từng đoạn một. Thế bởi vì đấy, thế nó có phận, cho nên mỗi thân có bốn phương, có nói tiếp đi. Mỗi thân có bốn phương, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, gọi là giới. Bây giờ người ta gọi là đông tây nam bắc. Dạ. Cái gì nữa? Dạ, thân vô thường biển đổi nên có ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai gọi là thế. Để thân con là hữu tình thế giới, còn cái bàn, cái nhà thì là vô tình, nhưng nó cũng là một thế giới. Nó cũng có phận, nó cũng có đoạn. À, như vậy có hữu tình thế giới và vô tình thế giới. Nhưng mà quan trọng là cái hữu tình thế giới, cái chánh báo của chúng mình. Thế bây giờ con nói tiếp. Dạ. Yeah. Giới có bốn phương, thể có ba đời, hòa hợp đan dệt cùng nhau biển hóa chúng sanh thành 12 loài. Với một móng điểm tự sanh, giờ nó diệt. Thế là chuyển biến, để có cái tâm tham, thế là đang chuyển biến đi về cái đường ma quỷ. Thế tâm tham thì đi về làm ma, mà tâm sân thì đi về làm quỷ. Đấy, cứ mỗi một niệm là nó đang chuyển biến, mà đây nó chuyển chúng mình thành 12 loài. Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Vậy nên trong thế giới nhân đồng có tiễn, nhân tiễn có sắc. Cái này thì chúng ta không biết rõ, thì cứ thôi cứ theo chữ ở trong sách lời Phật mà nhận nghĩa thôi. Nè, nhân động mà có tiễn thì chúng ta hiểu rồi, bởi vì động thì chúng ta mới nghe, cái động nó đối với cái nghe, mà nghe tức là phải có âm thanh nó hiện ở trong cái thần kinh của mình. Thế cho nên nhân động mà có tiếng. Thế rồi khi có tiếng rồi mình mới để ý. Mới để ý thì thấy có hình sắc. Theo như ở đây chứ chúng ta thì không biết cái nào có trước có sau. Nhưng mà mình cứ đọc ở đây nhận theo cái lời ở trong kinh mà nhận thôi. Thì mình có động thì mình để ý thì mình nhìn thấy sắc, cái hình tướng. Cũng như bây giờ con bước chân vào thì em nghe thấy động thì để ý nhìn là thấy có người. Thế là nhân sắc mà thành ở người, thấy cái người ấy có mùi hôi, mùi thơm. Thế rồi thấy nó thơm, nó hôi, lấy tay giờ vào để biết có sự thực thì có xúc chạm. Thế rồi xúc, vì có xúc chạm mà thành có vị. Cái lưỡi mà xúc chạm vào cái vật thì thấy có vị. Thì nhân vị mà biết pháp à, thì chữ biết pháp đây nói ở đây là tức là nói về sáu trần. Thì cái chữ pháp đây là pháp trần. À, mình thấy cái vị ngọt thì mình nhớ ra là có cái trái mít, thì nó cái vị này là cái vị của mít. Hay là thấy cái vị chua thì nhớ cái vị này là vị của giấm, thì mình nhớ ra cả cái pháp mình đã kinh nghiệm. Thế là thành ra mình có sáu cảnh, cũng có sáu mà ở nơi thân mình cũng có sáu năng, phần sở cảnh đó là sở chi thì có chia làm sáu, cho nên cái phần năng chi của mình cũng chia thành sáu.
Thế là gọi là sáu cái vọng tưởng này càn loạn thành nghiệp tánh. Chúng ta nhận cái biết như vậy, chúng ta cho là vọng, chúng ta nhận càn loạn, nhận là vọng tâm của mình, nhận là tâm tánh của mình. Thì cái biết ấy, cho nên đây gọi là càn loạn. Nó không phải mà mình lại nhận thành cái nghiệp tánh, nhận làm cái vọng tâm, làm tâm tánh của mình. Thế vì thế cho nên có 12 khu Phật, 6 năng, 6 sở, nó đan dệt nhau, xoay vần mãi mãi. Thế thì cứ mỗi khi căn gặp trần, khởi cái tâm, hoặc yêu, hoặc ghét, hoặc mừng, hoặc giận, hoặc kiêu, hoặc mạn, thì cứ theo mấy cái tâm nó khởi lên, mà cảm cái, mà tạo nghiệp, mà cảm cái quả báo, thành ra 12 cái biến hóa. Cho nên sáu căn đối với sáu trần, cái việc hộ sáu căn là cái quan trọng lắm. Vừa nghe những tưởng điên đạo xoay vần đó, nên có thể giới đoạn sanh thai sanh. Cái hai loại cả thầy. Yeah. Thì chúng ta bây giờ đang biến hóa trong 12 cái loại này, gọi là vòng luân hồi. Cứ hết loài này lại sang loài khác, nay thì lên trời, mai thì biến hóa, cho nên gọi là luân. Luân là nó chuyển đi, nó trôi đi, để gọi là luân. Rồi hồi là nó quay trở lại. Thế cứ thế, hết cái thân này lại sang thân khác, trong 12 cái thứ này cứ vần xoay với nhau, nên gọi là vòng luân hồi. Kính bạch thầy, thế giới với thế gian có khác nhau không kính? Chữ thế giới với chữ thế gian là một nghĩa. Thế và gian, gian tức là giới, chữ giới. Thế giới có nghĩa là nói về rộng rãi phải không bạch thầy? Cũng cùng một nghĩa, chữ gian là giới. Người ta nói là nó chặt đi với tôi cùng một nghĩa. Thôi Phật, kính bạch thầy, cho con xin thưa một câu. Kính bạch thầy, con kính bạch thầy, cho con xin thầy giảng cho con cái câu là dựa trên những tướng điên đảo xoay vần đó, là có phải kính bạch thầy cái tướng xoay vần đó là do là trong thế giới nhân động có tiếng, nhân tiếng có sắc, là cái đó phải không bạch thầy? Dựa trên những tướng điên đảo xoay vần đó, thì mình vừa mới nói cái chuyện này. Là xoay vần là cứ sáu căn sáu trần đối nhau, những cái tướng điên đảo ấy nó cứ xoay vần. 12 loài sanh, a nan, nhân thế giới không tâm chúng sanh năm ấm, tạp nhiễm luân hồi, dục điên đảo, năm trong hòa hợp với chất sân ước thành 84.000 loạn tưởng ngang dọc. Về vậy có bọc thai trôi năng trong các cõi nước, người xúc rồng tiên các loài đầy dãy. Tất cả 12 loài đều cùng một mẫu này cả. Trước hết là cái thế giới tạp nhiễm luân hồi. Ở dưới này có một mẫu thế giới thế này thế kia này. Cái chữ thế giới ấy, nó tức là nói về cái thân tâm của mình. Ở đây có mở ngoặc đơn giản, thân tâm chúng sanh năm ấm này. Cái thân tâm của mình ấy, nó đã có cái nghiệp ấy, nó có cái thói quen ấy. Cái thế giới tạp nhiễm luân hồi, đấy là cái thân tâm của mình nó đã có cái thói quen, cái chủng tử ấy rồi. Thế rồi dục điên đảo là tạo cái nghiệp,
tạo cái nghiệp. Thế cho nên lúc đó cái nghiệp đó là cái nhân luân hồi, cái nhân sanh tử. Thế rồi lâm chung hòa hợp với chất tinh ướt. Thì cái chất tinh ướt đây là một cái duyên. Lâm chung tức là hết cái tuổi thọ của cái nghiệp cũ, bây giờ cái nghiệp mới. Cái dục này là nhân. Thế là gặp cái duyên là cái tinh ướt. Thế là thành những các loài có bào thai, cho nên có bọc thai trôi lăn trong cõi nước. Thế thì rồi 12 loài đây, chúng ta cứ một cái mẫu ấy, là đây Phật cứ giảng một cái mẫu ấy thôi mà chúng ta biến hóa đi. Thầy nói cái số 2. Kính bạch thầy, con xin phép đọc bài. Nhân thế giới hư vọng luân hồi, vòng đồng điên đảo, hòa hợp với hơi khí thành ra 84 ngàn loạn tượng bay lặn. Vì vậy có mầm tướng tai năng trong các quốc độ, cá chim rùa rắn các loài đầy dãy. Cũng nói như ở trên đấy, cái thế giới tức là nói cái thân tâm của chúng mình. Bởi vì cái thân với cái tâm của mình ấy, thì gọi là hai, nhưng mà thật ra nó hòa hợp, nó là một cái. Cái thân, cái tâm nó sai sử cái thân, mà cái thân nó ảnh hưởng cái tâm. Thế cho nên cái chữ thế giới đây là nói cả thân tâm chúng mình. Đấy. Để vẫn có cái thói quen, có cái chủng tử là hư vọng ở trong cái vòng luân hồi này. Nó vẫn có cái chủng tử hư vọng, tức là sống mê muội, sống với những cái hư vọng, những cái vọng tưởng không có thật, cứ cho là thật. Thế đấy là cái chủng tử hoặc cái thói quen của cái thế giới, cái thân tâm này. Thế rồi bây giờ tạo nghiệp. Đấy, cái chữ điên đảo đây là tạo nghiệp, vọng động. Đấy, ví dụ như con gà trống, con gà mái, nó gặp nhau, nó tạo cái nghiệp vọng động. Thế thì chỉ có cái hơi khí thôi, cái hơi khí thôi, thế là thành ra loài mắc vào cái quả trứng của con gà, con vịt đó. Đây là, vậy thì cái vọng động là cái nhân, mà cái hơi khí là cái duyên. Mình đã gieo một cái nghiệp là cái gọi là cái điên đảo là cái nghiệp. Thế đến lúc lâm chung mắc vào cái hơi khí của con gà con vịt, thế là thành mắc vào cái quả trứng ở trong cái bụng của con gà đó. Thầy có lấy cái thí dụ đấy, như là một ông quan lớn mà cứ thích ăn thịt gà. Đến lúc lâm chung thì thấy có cái mùi thịt gà nó phảng phất qua mũi, mà cái mùi thịt gà ấy chính là ở cái hơi khí của con gà trống, gà mái. Thế ông ấy nằm ở trên giường, ông ấy ngửi thấy cái mùi đó, thì là cái thần thức của ông ngay lúc ấy rời cái thân, mắc vào cái hơi đó, tức là mắc vào cái quả trứng ở trong bụng cái con gà. Thế là kiếp sau ông thành con gà để cho người ta ăn thịt lại. Kính bạch thầy, em thỉnh thầy về giảng lại cái chữ vọng động điên đảo ạ. Vọng, các con cứ nhớ là cái mẫu ở đây nó có một đường lối thôi. Cái chữ điên đảo ấy là nói về cái nghiệp. Cái thế giới đây đấy,
là nói về cái thói quen của cái thân tâm của mình hàng ngày nó thế rồi. Rồi đến cái chữ điên đảo ấy, là nói về tạo một cái nghiệp gì đó. Đấy. Hoặc là nói dối, hoặc là ăn cắp, hoặc là dâm dục. Đấy. Cái chữ điên đảo ấy, ở đây trong cái bài này, điên đảo là nói về cái tạo nghiệp. Thế rồi cái hơi khí đấy, hay là cái chất tinh ướt, hay là cái ẩm, đấy là cái duyên. Cái lúc mình lâm chung gặp cái duyên ấy rồi thành cái thân, thân sau. Thế nó, đấy tất cả 12 loài nó cùng một mẫu như thế để mình nhận thấy. Chính là thầy, nhưng mà cái nghiệp vọng động nghĩa là sao? Thế nào là cái nghiệp vọng động? Cái nghiệp vọng động thì tức là cái con gà mái, con gà trống nó động, nó gặp nhau. Đây mình khởi lên cái nghiệp vọng động, tức là mình hư vọng, mình đã tạo nên một cái nghiệp để rồi sau này mình phải cảm cái quả báo, phải vào cái quả chính của loài. Như thầy vừa nói, cái ông quan lớn ấy ưa cái nghiệp ưa ăn thịt gà, đó là cái nghiệp vọng động. Thích đã tạo một cái hư vọng, một cái nghiệp gọi là cái hư vọng. Cho nên cái chữ vọng này là hư vọng. Vọng động là cái tâm của mình nó động mình, theo chuyện mình đã làm một cái việc sai quấy. Nhân thế giới chấp trước luân hồi, tu phụ điên đảo, hòa hợp với ấm khí, thành 84.000 loạn tưởng phản phúc. Về vài có thịt mềm thấp, xanh trôi lăn trong cõi nước, sao bò nhung nhúc quậy đồng, các loài đầy giải. Điên đảo là tạo nghiệp, phải có một cái nghiệp làm nhân, rồi cái nhân ấy nó gặp duyên, nó mới thành cái thân sau. Thế còn luân hồi đây ấy, là nói về cái thói quen đã từ lâu vốn mình vẫn có cái thói quen ấy. Thế giới này nó có cái thói quen chấp trước, nó có cái chủng từ nó hay chấp trước. Thế nào là chấp trước? Thuộc về cái loại ẩm thấp. Thì chúng ta thấy trong kinh có dạy nghiệp đá, cái chú Sa Di chỉ vì ham thích cái sữa cho nên phải làm con trùng ở trong sữa. Cái vị trụ trì ham thích cái mía, cái khóm mía, cho nên phải làm con trùng ở trong cái cây mía. Cái người chồng đáng lẽ thì sanh thiên, nhưng mà vì ham thương tiếc cái bà vợ mà, cho nên làm con sâu ở trong mũi cái bà đó. Thì đấy, trong kinh Phật có chỉ những cái thí dụ để cái như thế gọi là chấp trước, nghĩa là chỉ trước là vướng mắc, chỉ chấp là nắm chặt lấy cái sự vướng mắc của mình, cho nên gọi là chấp trước. Thế tạo một cái nghiệp su phụ. Su là hướng về, phụ là phụ họa vào, hướng về một cái gì đó phụ họa và cái đó ưa thích cái đó. Ví dụ như thấy người ta quyền quý thì mình tham cái tiền bạc, cái vinh hoa phú quý của người ta. Hoặc là đấy, như ông thầy chủ trì với cái ông chú Sa Di là ưa thích một cái món ăn, cứ chấp chặt lên mà chước vào, vướng vào, mà rồi thì thành con sâu. Cha con thưa, anh giữa lúc nãy thầy bảo là luân hồi là thói quen từ lâu, có nghĩa là cái thói quen con vọng tưởng hay là thói quen con tạo nghiệp, con tính là sao? Mình có cái thói mình ưa thích như vậy, cho nên mình mới tạo một cái nghiệp để rồi mình phải tạo trả quả.
Cho nên cho đây nên đây cái mẫu ở đây cả 12. Hàng ngày mình đã có cái tập ấy rồi, cho nên mình mới tạo một cái nghiệp để mình trả riêng một cái nghiệp này, nhưng mà mình còn tạo bao nhiêu nghiệp khác nữa. Thì cái 12 loài này là tượng trưng 12 loài thôi, chứ không phải có rất nhiều loài phải mà thầy. Đây nói là 12 loài sanh á. Thì nghĩa là chỉ có 12 loài hay là có rất nhiều loài mà lấy 12 cái loài. Ở đây Phật tổng quát lại thì có 12. Rồi mỗi một loài nó lại bao nhiêu thứ. Như loài người có bao nhiêu thứ người. Nhân thế giới biến dịch luân hồi, giả trá điên đảo, hòa hợp với xuất thành 84.000 loạn tưởng, có mới nối cũ. Biến dịch đây rồi, cứ biến đổi. Người ta gọi là cái gì? Thay vỏ đỏ lòng. Thanh vỏ đỏ lòng. Thanh vỏ đỏ lòng, thay đổi. Thay lòng đổi. Biến đổi. Thì cô nói thay lòng đổi dạ. Nghĩa là đối đãi với mọi người không có thủy chung. Cái người ta gọi là ăn ở không có thủy chung, không có trước sau. Đang tử tế rồi quá ra sắc mặt. Thay lòng đổi dạ. Thế thì đây gọi là biến dịch. Thế bây giờ tạo một cái nghiệp giả trá. Đấy, thành ra 84 loạn tưởng, có mới nơi cũ, tức là thay lòng đổi dạ. Phật nói tổng quát, còn thì chị em chịu khó hoặc là đọc sách hoặc là suy ngẫm hoặc là tìm những cái kinh nghiệm của mọi người để mà mình tìm hiểu ra cho nó rõ hơn. Vì vậy có ít nam hóa sanh trôi lăng trong các cõi nước, tầm bướm chiếm thoát bay đi các loài đài giải. Nghĩa là gì? Xúc chạm ở đây nói với xúc, xúc và cái cảnh mới. Đấy như con sâu nó kéo, người ta gọi là con tầm. Con tầm nó là con nhộng. Dạ. Kéo cái kéo. Con nhộng nó kéo kém, nó nằm ở trong. Xong rồi nó mọc cánh. Nó nằm ở trong cái kém mà nó lại mọc ra cánh. Thế là nó bay ra, nó thành ở cái loài biết bay. Nó đang là cái con sâu mà nó hóa thành ở con bướm. Đến những loài này gọi là tầm bướm chuyển thoát bay đi. Như ở trong những cái gạo đó, nhiều khi mở cái nắp cái thùng gạo thì có những con bướm nó bay đi. Những có những con sâu ở trong cái hạt gạo mà rồi nó bật thành con bướm nó bay ra. Thế nên những cái loại đây mình không biết, mình chỉ theo nói ở đây thì chỉ biết có loài tầm, loài bướm, nhưng mà chắc còn có nhiều các loài khác nữa. Đây Phật nói có những 84.000 loài đó mà. Ở đây nói là mình tạo cái nghiệp giả trá. Tạo nghiệp thế nào là tạo nghiệp giả trá? Kính mời trình thầy. Vậy em thế cho nên thầy cũng không biết được rõ, vì thầy cái chỗ học của thầy nó không có được rõ được sâu. Thì chị em thử tìm các cái kinh nghiệm, đọc được sách hay là tìm hộ thầy để góp ý hộ, chứ thầy cũng không rõ. Ở đây thầy chỉ y chữ ở đây mà nhận nghĩa, nghĩa là đã tạo một cái nghiệp giả trá. Để ví dụ như là hai bạn, đôi hai chị em chơi với nhau thân, thế bây giờ mình đổi lòng, thế rồi mình giả trá, mình dối trá cái người kia, cho nên nó mới thành một cái nghiệp mà mình một cái đọa lạc. Mình làm hại người ta cho nên mình mới bị một cái đọa lạc. Thế đổi tâm dối trá mà đánh lừa người ta.
thì mình thay đổi cái tâm rồi, mình không quý tử tế với người ta nữa, thì mình thay đổi cái tâm. Thì cái lúc cái, thì mình có một cái thái độ dối trá đối với người ta, rồi để mình chuyển cái tâm của mình. Thế cho nên đây nói cái việc giả trá mà do cái chỗ mình đang tử tế, mà bây giờ mình quay lên, mình lật sấp lại, mình mới đổi sang người khác thành cái đấy, cho nên nó mới thành cái thân thay đổi chúng mình. Cái chân tâm bản tánh của chúng mình nó có những cái kỳ diệu, cái tài thế, mà rồi thì cái vọng tâm sử dụng những cái kỳ diệu ấy trở lại cho chúng mình vào cái đường mê, không biết lối nào mà thoát ra nữa. Thầy cho con thưa là thí dụ như khi lúc mình lâm chung á, mà mình ngửi mùi thịt gà mà mình ưa đó, thì mình phải làm con gà. Còn nếu mà lúc lâm chung mà người ta cũng ngửi mùi thịt gà mà ta không ưa, mà ta ghét, thì ta có bị đọa vào con gà không ạ? Những các cái đường biến hóa của tâm mình nó nhiều thứ lắm, không thể, nó có nhân, có duyên, nó có nghiệp trước, nghiệp sau. Muốn làm một con gà là phải có duyên với cha mẹ gà. Đây mình nói thì nghe như dễ, nhưng mà cái nghiệp nó đang dệt đời này kiếp khác, cho nên không có thể mà nói một lời được, không có một mặt được. Nhân thế giới lưu ngại luân hồi, chướng điên đảo, hòa hợp với cảnh sáng thành 84,000 loài tưởng tinh diệu. Vì vậy có yết nam sắc tướng trôi lăn trong các cõi nước, sao lành sao dữ, các loài đầy rẫy. Các cụ cứ tin, cứ cúng sao giải hạn. Mình bảo là mê tín, mà đây nói minh bạch, có sao lành, có sao dữ. Đi. Thôi thì mình cứ theo cái, mình cứ nhận từng chữ mà mình theo cái nghĩa mà mình nhận thôi. Chứ còn chúng muốn hiểu rõ cái này phải có nhiều kinh nghiệm, phải đọc nhiều sách, phải biết nhiều. Thế là chả ai biết, thì con cứ như theo chữ ở đây, theo chữ ở đây mà nhận nghĩa ra thôi. Thế nào gọi là thế giới, thế nào gọi là lưu ngại luân hồi trong cái tâm, cái thân tâm của mình, nó vẫn có cái thói quen từ lâu, nó có cái chủng tử về cái việc làm chướng, làm ngại, lưu ngại là chướng ngại. Thế bây giờ đây tạo một cái nghiệp, chữ điên đảo là tạo nghiệp, tạo một cái nghiệp nào đó đã làm chướng ngại, chướng ngại cái sự tu hành của một vị nào, hay là chướng ngại cái sự giải thoát của vị nào. Mình đã tạo một cái nghiệp. Thế đến lúc lâm chung thì gặp một cái ánh sáng, thế là thành nên những các ông sao tinh diệu, gọi là những các ông sao nữa, những các loài thiêng liêng. Thế cho nên mới có cái quả báo làm cái thân, cái sắc tướng, nó có hình tướng, trôi lăn trong các cõi nước. Những các ông sao lành, các ông sao dữ, các loài đầy rẫy. Sao lành như cái gì, sao dữ như ông sao nào nhỉ? La hầu kế đô là sao dữ? La hầu kế đô là sao dữ? Còn thái bạch cũng thái dương là sao lành? Thái dương là sao lành? Đấy, đấy thì các vị biết. Đấy, cho nên gọi là loạn tưởng tinh diệu, là những cái linh thiêng tài giỏi, cho nên nó gọi là tinh diệu. Ở tận phương trời nào mà ảnh hưởng tới các cụ bà ở Việt Nam, người ta đi cầu đi lễ. Bà thầy, mà các vị, người ta nói là mấy cái vị sao này là bảy đức dược sư đứng làm chủ phải không bà thầy?
Ông biết thì đã, thầy đã nói là thầy không biết gì. Có sách nói vậy đó bà thầy. Ông biết. Thì mỗi người đọc sách rồi tự biết, tự tìm, tự hiểu. Ở đây thầy chỉ theo đúng chữ ở đây thầy đọc ra thôi chứ thầy không biết. Thầy có người có kinh nghiệm rộng mới biết được. Trong cái bộ mật tông đó bà thầy. Cái này không có dễ. Phúc Phật bạch thầy, thầy cha con xưa, như ở đây nói Yết Lam có nghĩa là bào thai, nhưng mà ở đây sao nói là các thì nghĩa là thành một cái hình tướng ấy, mình hiểu tạm như thế, chứ đâu có phải ai cũng là ở loài bào thai đâu. Ở đây 12 loài khác nhau. Dạ, con kính bạch thầy. Thì nghĩa là nó thành cái hình tướng ấy. Nhân thế giới tiêu tán luân hồi, phê hoặc điên đảo, hòa hợp với ám tối thành 84,000 loại tưởng âm ẩn mờ tối. Vì vậy có Yết Nam vô sắc lưu chuyển thành trong, chuyển trong các cõi nước, không tán tiêu trần các loài đầy rẫy. Luân hồi là có cái chủng từ, cái thói quen cứ cái gì cũng không. À, chết là hết chuyện, không có tội phước, không có nhân quả, cái gì cũng không cả. Thế là đấy, cái gọi là cái gì cũng tiêu nó đi, tàn nó đi, không có. Thế thì tạo cái nghiệp mê hoặc, tạo một cái nghiệp ngu si mê hoặc. Thế cho nên đến lúc lâm chung, đấy, ví dụ những các vị ngồi định, có những thứ gọi là si định, cứ ngồi định ngồi lì là cái gì cũng không hết, quán cái gì cũng già cũng không, đi về cái tiêu hết cả. Đấy, mê hoặc điên đảo, cả ngày cứ nhập vào cái định không như thế. Đấy là mê hoặc điên đảo. Cho nên lúc lâm chung gặp cái ám tối, mờ mịt tối tăm, thành những cái loài âm ẩn này. Những các vị ở trên cõi trời vô sắc, ở đây gọi là không tán tiêu trần, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, rồi phi phi tưởng xứ. Cho nên gọi là không vô biên xứ là không. Thầy chỉ biết nó có bốn cái cõi ở trên cõi trời, ngoài ra còn những vị thần hư không, những các vị thần ở trong hư không đây, người ta chấp không, người ta cũng thành thần, nhưng mà không có thân, không có hình tướng gì cả. Những thần hư không, những các loài. Âm ẩn này là cái tâm của mình nó không có sáng, nó tối, nó hay là cái loài mà nó ẩn thì đấy gọi là loạn tưởng. Là vì sao có cái tinh thần của mình đấy, nhưng mà mình mê muội tối tăm mờ mịt thì đã gọi như ví dụ như ông thần hư không chẳng có thân gì cả. Các ngài sinh về những cái cõi không vô biên xứ thì thấy không chả có gì hết, rồi thức vô biên xứ cũng thế, thì có thần thức còn chả có gì cả, sở hữu xứ cũng là cái cảnh giới không có gì hết. Kính bạch thiền thầy, là thầy còn thưa cái số năm mà kính bạch thiền thầy. Và thầy em thưa số 5 ạ. Số 5, Còn kính bạch thiền thầy là, chứ thầy nói là cái mà mình làm lưu ngại người ta, ví dụ như thế là bây giờ mình làm lưu ngại một vị tu hành nào đó khiến cho người ta không tu được. Mà sao đến khi lâm chung mình lại gặp được ánh sáng, kính bạch thiền thầy? Mình lại gặp được cái cảnh sáng để mà mình thành những... Đấy như là ông ấy gặp thấy cái ông sao chói sáng, thấy cái lấp lánh cái sáng ấy nhập vào cái chỗ đó, rồi nhận được thân thể của mình.
Dạ con tính về chuyện thời là ví dụ như hàng ngày bây giờ mà còn hàng ngày như mình quên mình ưa cái sáng á, thì đến lúc lầm chừng cái tâm mình, cái thần thức của mình mới muốn đi kiếm cái sáng, thì đến khi gặp sáng mình mới mới chấp vào đó là thần của mình. Thế còn đấy mình làm lưu ngại người tu mà sao đến khi lầm chừng mà cái tâm nó lại gặp những cái sáng như vậy ạ? Và thầy em thưa là thầy ở đây thì nói lưu ngại rồi tạo cái nghiệp làm chướng, thế là thành tà kiến. Những các vị này hòa hợp, nhưng mà đây cái đức Phật mình tưởng là mình gặp cái tốt cái hay, nhưng mà rồi thành là cái lầm mê. Thì theo như ở đây mới thành những các ông sáo. Mình trông thấy cái cảnh sáng mình tưởng là cái hay, nhưng mà đây là đi vào tà kiến, thành những các cái ông thần ở trên các cái sao đó. Như những vị mà thờ thần nước thần lửa đó phải không thầy? Hả? Những vị ta thờ thần nước thần lửa đó, thờ các vị thần có phải là lưu ngại không? Đấy, thì mình không, mình bởi vì mình không có kinh nghiệm nhiều, mình không có đọc sách nhiều, mình không biết. Đây mình chỉ y chữ của Phật mà mình nhận thôi. Còn là thế cho nên thầy mới bảo chị em mà đọc các sách mà tìm hiểu. Chứ thầy thì thầy chỉ biết y chữ ở đây thầy nói thôi. Ở đây Phật nói là lâm chung gặp, cho nên mới thành ông sao, anh những thần ở ông sao đó. Nhân thế giới vọng tưởng không thời, tám ảnh điên đảo, hòa hợp với nhớ nghĩ thành tám vạn bốn ngàn lạn tưởng tiềm kết âm thầm trói kết trói. Vì vậy có yết nam hữu tưởng trôi lăn trong các cõi nước, thần quỷ tinh linh các loài đầy rẫy. Võng tưởng, võng và tưởng. Võng là những cái màng lưới, tưởng là những cái hình tượng, nghĩa là tựa hồ thật mà hóa ra giả, thì tạo một cái nghiệp bóng ảnh, tạo một cái nghiệp hư vọng. Bị coi như là mình tơ tưởng, mơ tưởng, bị cái mơ tưởng nó đánh lừa. Thế rồi cứ nhớ đến những cái mơ tưởng ấy, gọi là hòa hợp với nhớ nghĩ. Theo với cái nhớ nghĩ, cứ nhớ đến những cái mơ tưởng ấy, thế là thành cái loài loạn tưởng tiền kết. Bị những cái vọng tưởng nó chói, tiềm là âm thầm ngấm ngầm mà nó chói chặt mình. Thế cho nên lâm chung thành những loài thần, loài quỷ, ma quỷ đấy. Con kính bạch thầy, cho con thưa một câu là cái câu 7 nói là nhân thế giới vọng tưởng luân hồi bóng ảnh điên đảo. Vọng tưởng, dạ. Chứ không phải là vọng tưởng. Vọng tưởng, dạ. Vọng tưởng, dạ. Luân hồi. Là con kính bạch thầy là con, mình có cái thói quen là sống bằng vọng tưởng, là sống với những cái không có thiết thực. Rồi luân hồi bóng ảnh điên đảo là tạo một cái nghiệp. Chữ luân hồi nó ăn vào cái chữ vọng tưởng. Dạ. Con ta có cái dấu phép ở đấy. Dạ. Con kính. Còn cái bóng ảnh ấy, nó ăn vào chữ điên đảo. Dạ. Con kính là thầy vì mình có cái thói quen á, sống bằng những cái bóng ảnh hư vọng để tạo cái nghiệp. Cái thói quen này là mình cứ sống với những cái không có mà mình tưởng như có. Dạ. Vọng vật, vọng tức là cái màng lưới, tưởng tức là có cái hình tượng. Hình tượng tức là cái giả không có thật. Yeah. Con kính là thầy được tạo cái nghiệp. Tạo cái nghiệp. Tạo cái nghiệp bóng ảnh. Tức là ngồi tưởng ta ngày mai ta làm công chúa, ta làm hoàng tử. Cứ ngồi cứ tưởng tượng nhé. Sống với những cái bóng ảnh. Thế rồi cứ nhớ nghĩ đến những cái bóng ảnh ấy mà tự mình coi như là mình sống trong cái đó, là mình coi như đời sống của mình. Thế cho nên bị những cái loạn tưởng ấy nó âm thầm nó kết chói. Cái tư tưởng của mình bị kết chói vào những cái hư vọng ấy.
ẩn quỷ, tinh linh, những loài ma mị yêu tinh. Nhân thế giới ngu độn luân hồi, si mê điên đảo, hòa hợp với ngoan, vô tri vô giác, thành 84.000 loạn tưởng khô khao. Vì vậy có ít nam vô tưởng trôi lăn trong các cõi nước, tinh thần hóa đất, cây vàng đá, các loài đầy rẫy. Ngu độn tức là cái ngu si đần độn. Thế rồi do si mê mà tạo nghiệp. Ta học ở trong luật có nói một vị tỳ kheo, rồi đến lúc lâm chung hóa làm cái nấm ở trong nhà ông trưởng giả, để làm cái cây nấm để đền nợ. Thì đấy là bởi vì làm tỳ kheo, nhưng mà ở đây nói cái nghiệp ngu độn, ngu si đần độn, không có trí tuệ, không phân biệt được thế nào là chân, thế nào là vọng, sống đần độn ngu si. Thế rồi tạo một cái nghiệp si mê. Đã si mê thì đủ thứ, có thể là sát sanh, có thể là trộm cắp, có thể là dâm dục, có thể là dối lao. Cái ngu si nó hiện ra nhiều hình tướng lắm. Thế nhưng cứ biết là cái vị này, cái tinh thần không có một chút giác tỉnh. Thế cho nên lâm chung hòa hợp với ngoan, tức là gặp hòn đá, hoặc là gặp cái cây, hay là đống đất. Đó. Thành những loài loạn tưởng khô khao. Ở đây Phật nói, vì vậy có những loài vô tướng trôi lăn trong các cõi nước, tinh thần hóa ra đất, hóa ra cây, hóa ra vàng, hóa ra đá. Tinh thần ở trong chúng mình cũng học Lăng Nghiêm đây thì nói gọi là si ám mà kết thành, nghĩa là những cái chỗ mà cái chi giác nó bị mờ mịt hoàn toàn. Nhân thế giới tương đãi luân hồi, ngụy điên đảo, hòa hợp với nhiễm, thành 84.000 loạn tưởng nhân y. Vì vậy có ít nam không phải sắc mà có sắc, trôi lăn trong các cõi nước như con sứa lấy bọt nước làm thân, các loài đầy rẫy. Cái ngu si của chúng ta thật là thương tâm, đủ thứ. Thế nào là thế giới tương đãi, thế nào gọi là tương đãi luân hồi. Chữ đãi là đợi chờ nhau, chữ tương là lẫn nhau, cứ đợi chờ lẫn nhau. Mình cứ đợi cho người ta làm cho mình ngồi mình ăn. Ngụy điên đảo là tạo một cái nghiệp giả trá, chứ ngụy là đánh lừa người ta. Thế đấy, mình cứ đánh lừa người ta để cho người ta làm cho mình ăn. Thế rồi, thế là đến lúc lâm chung hòa hợp với nhiễm. Như ở đây cho thí dụ cái con sứa, cái con sứa nó mắc vào cái bọt nước, trông nó giống như nước. Không biết ở miền Nam chắc cũng có sứa mà. Người ta cứ bắt nó về ăn đó, ta ăn. Nó ở ngoài biển chỉ có nước, nên chỉ có nước biển. Chậm nhìn xuống nó quẩn ở dưới chân của mình rất nhiều, để mà nhìn nó giống như nước biển.
từ Vũng Tàu á, mình đâu có thấy con sứa đâu bà thầy. Thầy được thấy cái hồi xưa thầy ở ngoài Bắc, thầy ra ngoài Bãi Cháy ở Vịnh Hạ Long đó. Nó có cuốn ở chân nhiều lắm, ở ngay bờ biển, ngay mình đi xuống biển cái này là nó ở ngay đấy, nhiều lắm, cho nên người ta bắt dễ lắm, là nó tan thành nước liền thôi. Dạ. Cho mình thì ở đây nói là đấy, đây nó hòa hợp với nhiễm mà thành đoạn tưởng nhân y. À, tức là nó gặp cái bọt nước ấy nó vướng mắc nó, thì cũng như mình vào bào thai ấy, nhận cái máu của mẹ là thân mình, thì đây nó nhận cái nước biển đấy là thân nó. Vậy nếu mà mình ăn đó là mình cũng phản sát sanh rồi bà thầy, tức là bọt nước của mình, bởi vì nó có cái thần thức. Dạ. Cái thần thức nó mắc vào cái đắng gọi là bọt, nhưng mà nó như nước biển ấy, trong lẫn cái nước biển, nó cũng cái màu như vậy trong lẫn cái nước biển. Nhân thế giới tương dẫn luân hồi, tánh điên đảo hòa hợp với bùa chú thành 84.000 loạn tượng hô triệu. Vì vậy có yết nam không phải vô sắc, mà vô sắc trôi lâm, không phải vô sắc mà vô sắc trôi lâm trong các cõi nước như âm binh theo chú trớ mà hiển linh, theo bùa yểm mà tác quái, các loài đầy dậy tương chứ dẫn dụ người ta. Mình dẫn dụ người ta để mình ở đây không nói là để làm gì. Mình có cái thói mình cứ dẫn dụ người ta, xúi người ta đi vào cái chỗ chết để cho mình được một cái gì đó. Ở đây không nói rõ là lý do. Tánh điên đảo, tự cái việc của mình nó là điên đảo. Cái việc cứ dẫn dụ người ta, xúi người ta đâm đầu vào cái chỗ nguy hiểm. Ở đây nói cái tánh điên đảo, tức là tự cái việc ấy nó là điên đảo, nó là cái nghiệp xấu. Cho nên lâm chung gặp cái bùa chú, gặp những cái người ta có bùa chú, thế là thành cái loài, để người ta cứ hô triệu thì hiện lên, không có hình, không có tướng, nhưng mà rõ ràng người ta sai bảo làm các công việc được. Cho nên gọi là vô sắc, nó không phải vô sắc mà nó vô sắc, nó không có hình, không có tướng, nhưng mà người ta vẫn sai bảo được. Ở đây Phật cho thí dụ như là âm binh. Đấy. Sai làm gì cứ nhắm mắt mà vâng lời. Bởi vì trước kia mình cứ dẫn dụ người ta để cho người ta bị đi vào những cái chỗ nguy hiểm. Thế thì bây giờ mình cũng lại bị người ta sai, cứ nhắm mắt mà làm, ta sai bảo làm cho cái người kia ốm đau. Đấy. Những các phù thủy có khi người ta sai nhổ cây làm các công việc như là người sống. Đấy. Đây là gọi những bùa, những yểm ấy, những bùa, những người ta dùng bùa, người ta sai những các vong linh làm những việc âm thầm mà không ai biết đấy và đâu. Như các ông phù thủy người ta sai đó. Con là tánh điên đảo là tạo cái gì như thế nào? Nghĩa là chính cái việc của mình làm ấy, nó là cái việc độc ác nguy hiểm, đem cái nguy cho người khác. Đó, nó là cái nghiệp mà nó sẽ tiêu vời cái quả báo.
Cho nên thế mà mình mà có cái tâm định mà hại người khác thì gọi là tánh điên đảo hả? Đấy, thì dĩ nhiên là khi không mà mình cứ dẫn dụ người ta là để cho người ta đi vào một cái việc gì để mình có cái lợi gì đó. Cho nên chính cái việc ấy tự tánh nó là điên đảo rồi, tự tánh nó là nghiệp, tự cái việc làm dẫn dụ nó là cái nghiệp mà chịu cái quả báo. Chính là thầy, ví dụ như bây giờ mình không dám ăn cắp mà mình bị suối người ta đi ăn cắp, rồi mình coi cửa cho, ví dụ vậy thì là đó thuộc về dẫn dụ. Vậy thì cái việc mà suối người ta thì có phải là điên đảo? Nghĩa là đây có nói là tương dẫn. Thì nó có trăm ngàn hình tướng. Cứ suối người ta làm những việc để cho mình được lợi. Nhân thế giới vọng hợp vọng luân hồi, mang muội điên đảo, hòa hợp với loài khác thành 84 đoạn tưởng hồi hổ lẫn lộn. Vì vậy có yết nam không phải có tưởng mà có tưởng, những giống bồ lô khác chất thành thân, các loài đầy dẫy vọng, tức là hư vọng, cứ cưỡng nhận là của mình, không phải con mà nhận làm con, không phải của mình mà cứ nhận là của mình, thế gọi là hợp vọng. Nó không phải của mình mà mình cứ vơ về nhận là của mình, thế gọi là hợp vọng. Thế có cái thói như thế đến khi tạo một cái nghiệp man muội này, hoặc là bất luận về hình tướng nào tạo một cái nghiệp man muội, man muội tức là dối trá, thế là lâm chung hợp với một loài khác mà thành thân, nó gọi là hồi hổ, không phải mình mà hóa ra thân lại đánh như con sâu đó, nó thành con bồ lô. Vì vậy có yết nam không phải tưởng mà không sâu. Đúng, cái con sâu nó không nghĩ nó là bồ lô mà rồi nó thành, nó rồi nó có tưởng nó là bồ lô. Nó có nhiều cái kỳ lạ trong chúng mình, nó biến hóa. Nhân thế giới quán hải luân hồi, sát điên đảo hòa hợp với quái thành 84.000 tư tưởng ăn thịt cha mẹ. Vì vậy có yết nam vô tưởng mà không phải vô tưởng, trôi lăn trong các cõi nước như chim thổ cưu ấp khối đất làm con, chim phá kính ấp trái cây đập làm con. Con lớn lên ăn thịt cha mẹ, các loài đầy dẫy. Vốn có cái nghiệp quán hại. Thế bây giờ tạo một cái nghiệp giết, mà cái nghiệp giết này điên đảo. Cha mẹ có ân đức mà mình lại đi giết hại. Tạo một cái nghiệp giết điên đảo. Thế cho nên đến lúc lâm chung gặp một cái quái vật, gặp cái quái vật thành ra có cái loài có tư tưởng ăn thịt mẹ. Thì nói tiếp hay oán hay hờn. Cho nên khi giờ lâm chung thì nó lại, rồi nó tạo một cái nghiệp là khác điên đảo. Nó cái thế giới này nó có cái chủng từ là hay oán hại rồi. Rồi nó bây giờ nó tạo cái nghiệp là sát điên đảo, giết mà giết điên đảo, tức là chỗ ân tình mình không đền ơn mình lại giết hại, cho nên gọi là sát điên đảo. Thế giờ lâm chung nếu hòa hợp với quái mà thành một cái loài cứ có tư tưởng ăn thịt mẹ. Chính là thầy, hòa thực hòa hợp như quái là quái là cái quái dở, thì cứ đọc ở dưới đây thật cho thí dụ. Vì vậy có yết nam vô tưởng mà không phải vô tưởng,
trôi lăn trong các cõi nước. Cái cục đất, một cái trái cây thì nó đâu có tư tưởng gì. Thế cho nên gọi là loài vô tưởng. Thế nhưng mà không phải vô tưởng, mẹ nó ấp một chập rồi cái tư tưởng của mẹ nó mà rồi nó thành ra một con chim. Cái con chim này nó lại ăn thịt của mẹ nó. Đấy, cái con chim ấy sẽ ăn thịt mẹ. Thí dụ như chim thổ cưu. Thổ là cái miếng đất. À, nó cưu mang một cái miếng đất. Thế rồi thành con chim. Cái con chim nó lớn thành hình rồi ăn thịt mẹ. Thế rồi con chim phá cánh thì nó cưu mang một cái trái cây độc. Thế là cái trái cây này thành con chim. Lúc lớn lên nó ăn thịt mẹ nó. Con kính bạch thầy, thì cho con thưa thầy một câu. Ở đây nói là nhân thế giới oán hạ, oán hại luân hồi, nghĩa là chúng con có cái thói quen đó là oán hại luân hồi rồi tạo cái nghiệp là khác điên đảo. Vậy thì cái thói quen với cái nghiệp nó khác nhau chỗ nào con kính bạch thầy? Nghiệp là được lặp đi lặp lại thì gọi là cái nghiệp. Thí dụ như bây giờ cô ăn cắp là cô tạo cái nghiệp ăn cắp. Thì hắn cứ nói có một cái lần ấy cô phải đền nợ. Còn những lần khác là đền nợ khác. Cứ mỗi một nghiệp thì nó lại có một cái quả báo. Thầy, rồi còn cái thói quen á, con kính thầy. Cái chữ ở đây nói là gọi là luân hồi. Ở đây này gọi là luân hồi. Thế thì đây là bởi vì mình vẫn có cái thói ấy, cho nên bây giờ hơi mẹ mình đấy mà mẹ làm trái ý giết luôn mẹ. Cái này Phật nói thật ra rõ ràng đấy, nhưng mà đối với chúng mình thì cũng gọi là quá sơ lược, vì chúng mình không có nhiều kinh nghiệm, không có nhiều hiểu biết. Cho nên đối với chúng mình là khó, nhưng mà lại là cái hết sức cần. Bởi vì đây chính là cái con đường chúng mình đang đi. Suốt ngày sáu căn gặp cảnh trần là khởi những 12 cái nghiệp này. Cho nên chị em để tâm nghiên cứu mà cẩn thận. Nếu có thể giảng rộng được thì lợi ích cho mọi người rất nhiều. Kính bạch phép con thưa, như vậy là trong một ngày của mình á, là mình nhiều niệm. Mà nhiều niệm như vậy tức là mình có nhiều loài sanh. Cứ mỗi một niệm là một loài sanh. Trong một ngày mình như vậy là mình có rất nhiều loài, mình sẽ đầu thai mình sanh. Rồi tới cuối cùng cận tử nghiệp, mà nếu mà mình nhớ tới Phật thì những cái niệm kia, những cái loài sanh kia nó cũng hết luôn rồi. Nếu mà mình tỉnh ra mà mình đừng tạo nghiệp đó, hoặc là mình tu hành mình giác tỉnh, mình dừng được cái hành ấm, mình có cái định lực, mình dừng được cái hành ấm thì cái nghiệp mình không có phải trả ngay cái bảng. Bởi vì cái bài này rồi viết thành cái bảng này, chúng sanh 12 nhân quả điên đảo, thì bây giờ con đã đọc ở đây, con đã xem cái bài này rồi, thì bây giờ con đọc cái bảng này rõ rõ. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy, con xin đọc bài. Chúng sanh 12 nhân quả điên đảo. Đấy. Như loài này thì là thai sanh, có cái thói quen là tạp nhiễm luyến ái, cho nên tạo cái ngục nghiệp ái dục. Như thế trái với cái tánh chân như thanh tịnh. Đến lúc lâm chung thì gặp cái duyên đầu thai là cái chất tinh ướt đó, thành cái quả báo. Cái tâm con tránh, con ngang tà. Thế còn cái tâm ấy, thì con tránh có tà. Mà cái thân ấy, thì có khi là thể tránh thì làm người, mà ta thì làm vật.
cho nên đổi thì đấy thì cứ thế đọc. Thầy đọc ở số 1 rồi bây giờ con đọc ở số 2. Loài đẻ trứng, thói quen hư vọng, tạo nghiệp vọng loạn, trái với chân như bất động, gặp duyên đầu thai hơi khí, quả báo thân bỗng chìm. Thân là cá, ở đây các vị in sai. Cái thân lại để đổi ra bên tâm, mà cái tâm lại đổi ra bên thân. Bây giờ mình đọc cái thân ấy là cá chim rùa rắn, mà cái tâm ấy nó có lúc bổng lúc chìm. Bổng thì làm chim, mà chìm thì làm cá. Con đọc tiếp làm cái loài sổ bọ tiếp. Năm loài hữu sắc, các quỷ thần người ta thờ cúng. Tiếp con đọc cái câu cái kết luận đi. Điên đạo như hoa đốm. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy, con xin đọc bài kết luận điên đạo như hoa đốm. Nghĩa cái câu đó là nói gì đấy? Bất cứ chân tâm tịnh minh diệu viên, thế là đủ thứ tư tưởng càn loạn. Đấy, thấy mình là bươm bướm, thấy mình là chuồn chuồn, thấy mình đủ chuyện. Đấy, tất cả 12 loại, 12 loại mà mỗi một loại có 84.000 loài cả thầy, thì cái biến hóa của chúng ta chung quy chỉ là hoa đốm. Thế là những cái biến hóa chứ nó không có thật. Cái bây giờ cái cần yếu là nhận lấy cái tâm chân thật của mình. Chị em nhớ, cái cần yếu là nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên mình phải học bộ lăng nghiêm. Thế rời bộ lăng nghiêm thì không tìm đâu mà có chỉ rõ. Tuy kinh Pháp Hoa cũng có nói đến, nhưng mà chỉ nói đến chi kiến Phật thế thôi, chứ không có giải nghĩa. Cho nên chị em phải nắm lấy bộ lăng nghiêm mà học thật cẩn thận, thật kỹ, mà để phát cái tâm lưu bá cho những người xung quanh, người ta nhận được cái chân tâm của người ta. Nhận được cái chân tâm là cái cửa duy nhất để mà trở về cái đường thật. Sống mê muội từ vô thủy, nay nhận mình là ong, mai nhận mình là bướm, biến hóa đủ thứ mà cái chân thật lại không nhận ra. Đấy, cho nên chị em phải tự cho mình là cái có cái trách nhiệm chỉ cái đường chân thật, gọi là chánh pháp cho tất cả mọi người. Mình được biết cái đường này, tuy rằng chưa trở về được hẳn, nhưng đã biết đường về, thì hôm nay chưa về chứ mai rồi cũng về tới nơi. Nhưng mà phải nhớ đây là đường về của mình. Cho nên chị em với bộ lăng nghiêm phải thiết tha để ý tu học và tìm hết cách để cho những người xung quanh mình được hưởng cái ánh sáng của Phật Pháp, biết cái đường về. Thì chúng ta đã, Phật đã nói minh bạch, thế nơi thế bộ kinh lăng nghiêm này mà mất thì không còn chánh pháp. Tức là đâu có bộ lăng nghiêm thì mới nhận được cái chân tâm bản tánh. Cho nên chị em phải đề tâm học tu và lưu thông. Làm thế nào để cho chung quanh mình người ta để ý đến bộ lăng nghiêm, người ta học, người ta tu, để mở cái con đường trở về, con đường chân thật, con đường chánh pháp cho thế gian. Thế mới lại chúng ta đã vừa đọc đấy, ở trang 275. Đấy, chúng ta vừa mới đọc ở trang 275. Này, không phải sanh cho là sanh, không phải chủ cho là chủ, không phải tâm cho là tâm, không phải pháp cho là pháp.
Đấy, tức là bốn cái mê lầm thì chúng ta phải học ở trong tứ niệm xứ để nhận được cái vọng, cái thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Thì đây là cái gốc, cái gốc mê hoặc. Cho nên chúng ta phải học bộ tứ niệm xứ và khuyên mọi người học cuốn tứ niệm xứ để mà buông được cái gốc mê lầm, rồi học bộ lăng nghiêm để có cái cửa giải thoát đường về chân thật. Để chị em để tâm học kỹ hai bộ tứ niệm xứ và lăng nghiêm, trước nữa lợi ích cho bản thân mình, sau nữa lợi ích cho mọi người. Chị em phát cái tâm tự mình học, tự mình tu, tu làm sao cho đến cái ngày thật chính. Rồi bây giờ đang học đây, thấy rõ cái lợi ích của hai cái pháp môn này, thì chị em để tâm truyền bá. Hiện tại đang có duyên giảng dạy cho các em nhỏ, và rồi còn cha mẹ, còn bạn bè, còn bà con, làm thế nào đem hai cái bộ sách thiết yếu ở trong nhà Phật mà lưu thông để mở cái đường giải thoát cho tất cả mọi người. Đây là cái chỗ trông mong, và cũng là cái lời di chúc của Thầy. Thầy già lão sắp sửa rời thế gian này, Thầy gửi lại cái chí nguyện của Thầy để gửi lại các con. Cũng nhờ cái tâm thiết tha cầu mà Thầy mới viết được cái bộ tứ niệm xứ. Thực ra không phải của Thầy, mà Thầy cứ mỗi nơi một tí, cứ gặp cái đoạn nào nói về tứ niệm xứ Thầy lại gom lại. Cứ như vậy mà rồi Thầy cũng có cuốn tứ niệm xứ để cúng dường chị em, cũng như bộ lăng nghiêm này để nhận cái lời giảng của các tổ. Thầy cứ có được tí nào thì Thầy lại gom lại, gom góp lại lập thành được quyển sách để hiện tại chị em có bài học. Thế thì các con cũng, Thầy trông mong các con cũng phát tâm làm cái việc như Thầy, để ý hai cái pháp môn thiết yếu này để mà sưu tầm nghiên cứu mỗi ngày một mở rộng, khiến cho cái vườn hoa công đức của chúng ta được tốt tươi. Đó là lời di chúc Thầy gửi các con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con tin đi giáo phụng hành, chúng con tin đi giáo phụng hành, chúng con tin đi giáo phụng hành. Bồ Phật, Thầy trọng tạ ơn đại chúng. Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch tên Thầy. Còn lại 15 phút nữa, con kính chúc tên Thầy là Thầy cho chúng con, bởi vì hôm nay là ngày 20 tháng 11, là ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Con xin Thầy bá thí cho chúng con 15 phút ạ. Nam mô A Di Đà Phật, hôm nay là ngày hiến chương nhà giáo. Chúng con xin thành kính gửi cúng dường đến Thầy bình bông này, để Thầy tất lòng của chúng con đến với Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch trên Thầy. Các cụ vẫn có câu, không thầy đố mày làm nên. Truyền thống Việt Nam ta luôn tôn trọng các bậc thầy dạy học, đồng học của thế gian. Còn đường học của thế gian còn thế, huống chi chúng con học đạo thánh hiền, lẽ nào lại không tôn thờ kính thuận minh sư. Tuổi cả thế kỷ, ngày ngày thầy vẫn đều đều lên lớp truyền giao pháp nhũ, thân thể mỏi nhọc, đôi lúc cơn ho đầu giật nắc,
thời nào có quản chi, tuổi già của tứ đại chỉ mong thay Phật thể Phật Thế Tổ khai mở trí tuệ cho đàn con u mê. Chúng con tuổi nhỏ tập khí sâu dày, trong lớp học đôi khi còn giải đãi, thầy không phiền giận lại ân cần nhắc nhở, cả lớp ngủ hết cả rồi ư. Ôi lòng thầy từ bi bao dung như đại, như đại hải tiếng thầy, như ngọn sóng hải chiều phá tan những mưu mê tâm tối trong tâm hồn chúng con. Thân thầy là tứ đại mà ngát hương tinh thần, mắt thầy là trí đại là tứ đại mà rạng ngời yêu thương. Tình thầy thật cao cả, lưỡi ngắn ngòi bút chẳng thể tả xiết công ơn thầy đối với chúng con. Hôm nay nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chị em chúng con quỳ dưới chân thầy, cầu chúc chân thầy vạn an, nguyện cầu thầy mãi mãi là thầy của chúng con, dẫn dắt chúng con từng bước bỏ vọng về chân, hoàn toàn giải thoát trên con đường xuất thế. Vang vang tiếng pháp tại nơi này, tiếng thầy thức tỉnh kỳ diệu thay, chuyển hóa bao tâm hồn u tối, nhắn nhủ chúng con thức tỉnh ngay. Ngày nay ngày nhà giáo Việt Nam, chúng con về đây quỳ bên thầy, kính chúc tôn thư sư vô lượng thọ, thượng phẩm sen vàng tự tại xanh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các con phát tâm biết ơn và đền ơn, đấy là tâm địa của các bậc thánh hiền. Chúc mừng tất cả các con, cái con đường thánh hiền các con đi đến nơi đến chốn. Việc biết ơn, việc đền ơn tuy chỉ có bốn chữ, nhưng mà việc làm thì mỗi người mỗi cách. Riêng thầy, thầy nhắc đi nhắc lại, các con đền ơn bằng cách nào? Đã đành thầy rất cảm ơn cái tâm lành của các con đối với thầy, chu đáo trong mọi mặt. Nhưng chỉ có một việc các tổ nhắc đi nhắc lại chúng ta, là thầy cho chúng ta học là học đạo của Phật. Đạo của Phật từ hơn hai ngàn năm nay, các liệt vị tổ sư đã cứ thay phiên nhau nhắc đi nhắc lại, tìm cách để bảo vệ, giữ gìn chánh pháp, và còn có chánh pháp để truyền tới tay chúng ta ngày hôm nay. Các cụ ngày xưa lo viết bằng kinh sách, ghi tạc vào đá, tạc vào đồng, rồi chịch chè tre thành từng tinh để dành lưu lại cho trao lại cho chúng ta ngày nay. Thế thì các con biết ơn thầy, mà cái vị thầy thật sự của chúng ta tức là Đức Phật và liệt vị tổ sư đấy, thì chúng ta biết ơn quý ngài chỉ có một cách là thành tâm học
và tu chân thật thực hiện những lời cả ngài dạy bảo và cố gắng làm sao truyền bá lưu thông suốt đời vị lai sau này. Những lời Phật tổ chúng ta lại cố gắng tận tình lưu truyền bá để rồi từ những người chung quanh chúng ta mỗi người lại truyền bá lại cho đời hậu lai, khiến cho chánh pháp hiện tại thường trụ và bền vững vĩnh viễn đời vị lai. Đây là lời thầy nhắc đi nhắc lại và một lần nữa thầy gửi lại các con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Chúng con xin đi giáo cùng hành. Chúng con xin đi giáo cùng hành. Chúng con xin đi giáo cùng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch tên thầy, kính thưa tên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Tên thầy đã từ bi ban lời pháp ngữ cho chị em chúng con. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường tri ân tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi cái chỗ trong lớp học chật chội không tiện về việc lễ bái thì các con cứ nói nhắc lại một câu y giáo phụng hành, thế là đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin y giáo phụng hành. Chúng con xin y giáo phụng hành. Chúng con xin y giáo phụng hành. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu chúc các con tâm địa được chánh pháp tưới nhuần, lúc nào cũng tươi như hoa, như những bông hoa mà các con trao cho thầy đây. Trông mong tâm địa của chúng ta cũng được tươi tốt như thế. Nhưng hoa cũng như tất cả thế gian, cái gì cũng từng cánh sẽ rơi rụng. Riêng cái tâm địa của chúng ta vô lượng quang, vô lượng thọ. Cầu chúc lúc nào các con cũng nhớ khiến cho tâm địa của mình luôn luôn sáng tỏ. Nam mô A Di Đà Phật.